Hello, hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình phải đi ra ngoài phụ ông xã móc tiếp đây mọi người. Hôm nay ông xã mình đi làm về trễ đó, mà ở ngoài tiếp nhiều quá, cho nên mình ra mình hốt được mớ nào hay mớ đó. Rồi để chút nào ông về thì đỡ, bây giờ mình cụ bị đi, mình ra mình hốt tiếp nha mọi người. Đây, mình mặc như thế này nè, để nó không có bị lạnh đó mọi người. Rồi sau đó mình sẽ đeo bao tay lên. Ok, bây giờ mời mọi người theo chân mình ra hốt tiếp nha mọi người. Cái áo này thật sự rất là ấm luôn. Bây giờ ra ngoài, mình sẽ ra ngoài đeo bao tay, mình quay cho mọi người coi bên ngoài nó tuyết như thế. Đây, ây da, bây giờ mình phải mang giày vô. Lạnh quá luôn, nay hai mấy chục độ lận, hai mươi mấy gần ba chục độ lận, cho nên mình trùm cái nữa cho nó ấm luôn. Để mình trùm cái này ở trong đi, mình trùm cái này ở ngoài. Đây một cái, mọi người tưởng tượng đi, ba mươi mấy độ, ấy hai mươi mấy gần ba chục độ đó mọi. Thành ra với lại sau này giờ mình, sau khi mình sanh bé xong á, gan nó yếu á mọi người, cho nên phải ấm thiệt là ấm mới dám ra ngoài. Okay. Đây nè mọi người, tuyết trắng xóa hết rồi, nhưng mà mỏng thôi chứ không có nhiều lắm, mỏng thôi đó. Thì kệ mình hốt phụ, hốt phụ ông xã để chút nữa ông về trễ quá mà hốt nữa tội. Bây giờ mình hốt phụ, giờ cũng chờ chồng về chứ không có làm gì hết, thôi giờ mình hốt phụ thôi. Ok, mời mọi người, mình sẽ quay mình hốt tiếp cho mọi người coi nha. Thực ra nhà mình có cái máy thổi tuyết đó mọi người, nhưng mà mỗi lần lấy ra thổi tuyết rồi đeo lên cái dây nó nặng quá, thành ra mình thôi cầm về mình hút cho mình làm cho lẹ luôn á mọi người. Như mọi người thấy là tuyết nó rơi ngày nay, nhưng mà chỉ có nhà mình đó là chưa có hốt thôi, tại vì ngày nay mình đi làm đó mọi người, rồi ông xã tối nay cũng làm về trễ quá, cho nên mình nói thôi để cơm nước nên mình hôm nay mình nấu sớm, mình không có chờ ông về nấu nữa, mình nấu sớm tại mình để ra mình có thời gian mình ra mình hốt tiết phụ ông xã đó mọi người, để chiều nay ông làm về trễ rồi mất công rồi phải ra hốt tiết. Thực sự mọi người thấy mình hốt tiết như vậy chứ là 45 phút gần 1 tiếng đồng hồ đó mọi người. Thì mình nói thôi chút nữa ông về, ông có nhắn tin là ngày nay ông về trễ, mà hãy về trễ mà ông thấy tiếc như vậy là ông sẽ ra ông hốt nữa thì mệt quá đi, rồi buổi tối nó sẽ tối rồi mới ăn tối nữa, cho nên mình ra mình hốt như vậy chứ mình biết thế nào ông về ông cũng la đó. Nhưng mà kệ phụ cho ông chứ để mất công chút nữa ông về trễ mà ông còn hốt nữa tội quá. Mọi người biết không, mình ra ngoài tiết á hai mươi mấy độ là hai mươi mấy độ trừ á nha mọi người, chứ không phải là độ 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 cộng đâu nha, độ trừ luôn đó, độ âm độ đó. Mà hồi nãy mình mang đôi giày, đôi vớ giày cho tuyết á, cái loại mà dành để cho độ nhiệt độ lạnh á, với lại bao tay rồi nón mình đội hai cái, chứ thực sự mình, mọi người thấy gì chứ mình không có nghe lạnh gì hết mọi người, ấm ấm lắm, không có nghe lạnh gì hết, khi mà mặc đồ đầy đủ là không có nghe lạnh gì hết à, cho nên mình có thể là hốt. Mà mọi người thấy vừa hốt xong thì ổng về đó mọi người, ổng mở cửa garage ra đó, thì khi mà ổng thấy mình hốt tiếng ổng rất là giận luôn, ổng nói là ổng là nó ổng nạt mình đó mọi người, kêu kêu đi vô nhà đi, mà mình cũng ráng nói thôi giờ ổng hốt đây đi rồi tôi lên trên đây tôi quét cái cửa đi ra vô, đặng cho lẹ, đặng tại vì ổng nói là cái việc này của ổng, ổng biết mình cũng bận việc nhiều đó mọi người, mà thôi vợ chồng người tay làm cho mau. Mọi người biết không, hồi nãy mình đang vừa hốt xong, mình đang vừa hốt gần xong á thì ổng về, ổng giận quá chừng giận luôn, nó để ổng làm, tại vì ổng nói mình quá bận công việc nhà con cái đâu này kia hết mà ra hốt chi cái đó để cho ổng làm. Mà tại mình thấy giờ này mọi người coi nè, là gần 7 giờ rồi đó mọi người mới về, cho nên mình thấy tối quá rồi ổng hốt tuyết nữa mệt lắm. Hồi nãy giờ mình hốt cũng gần cả tiếng đồng hồ hả mọi người, tại thấy quay nhanh vậy chứ thực cũng gần cả tiếng luôn á, nhiều lắm, mà cái này là chưa có nhiều lắm á,
thì hên là mình làm gì cho em về ông cũng nhẹ nữa, một nhẹ một phần nữa mình hốt xong rồi cái tại ngày nào cũng hốt, hôm qua cũng rơi tuyết, ngày nay cũng rơi tuyết cho nên ông hốt nhiều quá thì gặp về trễ nữa mệt, cho nên ngày nay mình nấu sớm. Ngày thường là mình cứ nấu rồi thì ổng về đó mọi người, hôm nay thì mình tại vì mình tính toán là mình phải ra làm hốt tuyết á, cho nên mình phải nấu trước để khi mà vừa xong tô hốt tuyết xong á thì ông xã về là hai vợ chồng ăn cơm được, chứ nếu mà về nữa mà giờ này ông ra ông hốt cả tiếng đồng hồ nữa là 8 giờ mấy vô ăn trễ lắm, cho nên ông giận nhưng mà chắc trong bụng thầm cũng nghĩ chắc cũng mừng lắm á mọi người, tại ngán lắm mệt lắm. À, gặp mà sau khi mình sanh đó người mình nó cũng yếu mà mọi người, hồi xưa mình không có biết lạnh đâu mà giờ đó, ra phải trùm hai cái nón, nãy mọi người thấy trùm hai cái nón lên á để cho nó được ấm cái đầu á, thì hồi nãy mình không có hề biết lạnh gì hết, mình mất bị mình gian mang vớ cũng dày thật là dày luôn á, rồi bao tay đồ nói chung là cụ bị sẵn hết, thành ra hồi nãy đi ra làm có mệt thôi chứ không có nghe lạnh gì hết. Ok thì mình quay cho mọi người coi tối hôm nay vợ chồng mình ăn cái gì nha mọi người. Đây là cái súp của Colombia mọi người, sancocho nè mọi người. Còn đây là cái món bắp xào nè mọi người, mình xào cái kiểu giống Việt Nam là xào muối Tây Ninh đó mọi người. Ông rất là thích ăn luôn cho ăn điểm sắm nè mọi người, đồ mua điểm sắm mua người ta làm sẵn đó. Hay cái này. Crazy. Oh, you want onion in here or no? What onions? Green onion. Not yet. No. Fried Muốn bỏ hành phi á mọi người. Ông muốn ông ghiền hành phi lắm, bất cứ cái món ăn nào ông cũng bỏ hành phi hết, Tây Tàu gì ông cũng bỏ hành phi hết á. Mời mọi người cùng ăn với mình nha mọi người. Mình ăn món điểm sắm nè mọi người. Điểm sắm này á là anh mình ổng order người ta làm, kiểu như mấy người này họ buôn bán ở họ làm ở nhà hàng này á mọi người. Rồi họ có làm ở nhà đó cho nên hương vị ăn y cũng y chang như ở trên tiệm luôn mà rẻ nữa không có mắc. Một cục như vậy hình như là có 75 hay 80 sen gì nè mọi người. Cái này là kêu bằng há cảo này phải không? Ô quên. Cái này là xíu mại nè ha. Chắc vậy. Ta làm người ta làm ở trong tiệm á mọi người thì chỉ về người ta về làm nhà làm bán ở nhà thôi. Ông mua một lần. Mi con lại ăn nè, lại ăn cái này ngon lắm nè con. Cái này Tina rất thích ăn nè, con ăn không? Điểm sắm nè. Cái cục này nè. Ăn thử cái cục xíu mại này coi, bảo đảm con sẽ thích. Cái này mỗi lần con đi điểm sắm. Xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người, mai ăn canh này đã. Ok, giỏi nè con ăn nè. Ngon không? Hả? Ngon hả? Ngon ăn không? Ngon, em muốn thật là. Con muốn là sốt của bà hả? Chị em muốn ăn sốt của bà mà sốt của bà là cay á, chị mới chịu. You want it? Để mami làm cho con một tô ha. Ok. Đây nè mọi người, cái này là cái súp của mấy con này, chị muốn ăn cay với chua giống như ba chị luôn đó. Mommy, say so, say that for me. So I like that Con muốn cái bột hoặc cái này? Này hả? Nó là cái thịt có không? Mà con muốn cái I like both of it. Vậy nè, đây. Mời mọi người cùng ăn với mấy con. Không. Ngon không? Không muốn ăn cục này nữa phải không? Mama has the best dinner. Mẹ mọi người ăn với mấy con. Giỏi quá. Mọi người biết hôm nay mình tập cho chị nói tiếng Việt là từ từ cho nên tiếng Việt còn còn lẩm cẩm nha mọi người. Lâu quá đi học đây 2 năm. Bắt đầu đi học lớp 1 là bắt đầu quên từ từ đó. Mọi người thấy âm chết nhẹ không? Là không phải âm chết phone coi này kia đâu. Mà là đang chết mail á mọi người. Chắc thư đó. Tại vì công ty đang có một cái project rất là lớn. Nó đây là cái phố. Má mình xích cho con, ngồi con ngồi ăn. Đây, mình chọc cho chị cục vậy nè mọi người, rồi chị ăn. Thank you.
cho mommy. Eat it and check later. Eat it and check later. Mình rất buồn ngủ luôn mọi người. Ngồi ăn mà muốn ngủ gục luôn vậy. Come finish and watch it with him. Tại vì mỗi buổi sáng mà mới 5 giờ mình thích rồi. You're up. 5 giờ sáng mình thích với mọi người. Tại vì hiện nay á, làm trễ quá đó. Nhiều khi tối mình không có dọn dẹp được đâu. 5 giờ sáng mình thức dậy mình dọn dẹp nhà cửa trước khi đi làm. Cho nên thiếu ngủ đúng không? And I get used to wake up like early in the morning. And Mikong was thinking I left her like in the middle of the night. I said that's 5 o'clock already in the morning. Mommy, there's only a second of my teeth. It's okay. Chúc nó mommy lấy ra. I'll give you something later too, Kira. Son, you know that song! Yeah. Oh, you have to be on for him? Mm-hmm. Oh, okay. That's why I don't see him. Anh Mì Sàn á, anh lên, bà anh không có cho coi phone nữa mọi người. Anh lên lầu anh bắt tivi cho anh coi á, mà anh này anh thích coi cái gì là anh ngồi anh chăm chú anh coi. Cái cục này á mọi người, 75 cent rất đáng đồng tiền bán gạo luôn. Không biết 75 cent nó phải không? 75, 80 cent gì nói vậy không biết phải không? Nó rẻ hơn chả giò. Phải ông ta nói bậy. Toàn ra tiệm mình ăn một dĩ như vậy á là 4 cục là 6 đồng, lần trên 1.5 một cục. This one if you go to a restaurant is like $1.80 or $1.50 each. Each. In a normal dinner. Because it's more than that, let's say $6-$7 right now. Ở điểm sắm cái gì giờ cũng bán hết một rồi mọi người. Thì nói chung là hồi đó mình qua là 2 đồng mấy, 3 đồng mấy gồm cái gì. Giờ một cái giờ là 6, 7 đồng, 7 đồng, 8 đồng. Mắc thấy muộn. Yeah, I'm freaking so sorry, nice. And it's only halfway, man. I need vacations. Yeah. Làm nhiều quá áp lực quá mọi người. I think my ông xã mình làm công việc áp lực lắm, mệt lắm. Cho nên về nhà hồi nào cũng mệt. Bởi vì hồi nãy mình mới nói là mình hốt tiết đó, là vậy đó. Tại biết tối nay về là mệt lắm. That's why I shovel snow because I know that it's gonna be a heavy day for you. No, I'm not coming to a hammer show. And then hungry, so that's fine. It's heavy for both of us, not only for me heavy, it's heavy for both of us. You have your own work and your own, your own issues too. Ông nói mệt là hai người mệt thôi chứ không phải một người. Ông không thành vấn đề. Đừng có học tiếp nữa. Ông nói là mình cũng làm cũng mệt chứ không phải là có mình ông mệt không. No, but really, don't do it again. I'm okay, even if I'm tired and everything, I'm okay doing it. Like, that's my job. Nên là không có được làm nữa nha, mệt, dù có mệt mệt ông cũng làm, cái đó là cái job của ông. I was a little bit chili and it's just spicy. No, that chili is really spicy. The level of spices is... Cái ớt sa tế đó không biết má mình làm cái kiểu gì mà cay mà đến nỗi mà ông không chịu nổi, mà mi con chịu cũng không nổi. Chút xíu luôn á mọi người, không biết là phải cái ớt loại mà cay nhất không biết. Mà chỉ cần một dít vậy thôi là cay cay điên luôn. So that's what you gave it to Cassia, right? A little bit. That's okay. Is it that one? A little bit. No. That's maybe it kicked her. She loved it. She's from Brazil, so Brazil has spicy food too. But that's what I'm saying. She really likes spicy, like a lot.
spicy. He's not even kick her. So you didn't, probably. Probably this is the spice for her. It's spicy chili. Đây mình làm bắp đó, cái bắp đó có ớt cay á mọi người. Ớt Tây Ninh nó cay á. Cho nên mình không có nếm được, mà biết ngon ơi, Dũng thấy ngon. Đói bụng á mọi người, thành ra nấu cái gì về cũng ăn hết luôn á, thấy thương á. Every day finish the food. Không ngờ từ không có biết nấu ăn mà ngày giờ nào ngày nào nấu gì chồng cũng ăn hết á. I can't take it anymore. Say I can't eat it. Mẹ con lấy cái liền, lấy cho mẹ đi miếng nước đi, mẹ con mẹ con với miếng khác nước quá. Đâm gì? Chị nói cay quá chị chịu hết rồi. Yeah, spicy for her. Really? Yeah. Yeah. Mẹ con uống sữa đi con. Nghe người ta nói là mỗi lần cay luôn sữa mọi người. Yeah, spicy for her for sure. Spicy for her, you, yeah. The way Meme did it, I know it's too sweet, but it's spicy for you. Just like a drop. I know, but it's wow. The level is high, I'm telling you. With Papa, can you give her a little bit of milk? Sure. Yeah, please. I need a watermelon. Yeah, I eat them up watermelon. Ok mọi người, mình xin kết thúc cái video tại đây nha mọi người. Bây giờ thật sự mình rất là buồn ngủ luôn á mọi người. Giờ chắc không biết dọn dẹp nhà có nổi hay không mà quá buồn ngủ luôn. Chắc là ngày nay mình do hồi hôm nên mình thức dậy là sáng thức dậy 5 giờ sáng chuẩn bị cho mi con đi học rồi mình đi làm á. Về nhà rồi ra cào tuyết nữa, giờ cái người mình nó lả mà nó nghe nó buồn ngủ, cặp mắt muốn nhắm lại, giờ lên là ngủ liền luôn á. Không, mình xin kết thúc cái video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi cái video của gia đình mình. Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh và nhớ nhấn nút đăng ký, like và share cái video của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, bye bye, xin chào mọi người.